Vụ hè thu năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi, mưa nhiều nên diện tích ngô trái vụ trên địa bàn huyện Cam Lộ vừa được mùa vừa được giá. Nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập khá cao từ cây ngô. Trong vụ hè thu này, toàn huyện Cam Lộ trồng được khoảng 20 hectare ngô. Giống ngô được bà con trồng nhiều nhất là HN88. Đây là giống ngô mới cho năng suất chất lượng cao. Diện tích trồng chủ yếu là dọc các vùng bãi bồi ven sông Hiếu và một số diện tích đất lạc có hệ thống tưới. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con đầu tư chăm sóc tốt nên vụ ngô trái vụ năm nay được mùa hơn mọi năm. Năng suất bình quân hơn 90 tạ trên 1 hectare. Là ngô trái vụ nên đầu ra cũng rất dễ dàng. Hiện tại các thương lái đến thu mua ngay tại ruộng với giá từ 2.000 đến 2.500 trên một quả. Trung bình mỗi hectare ngô cho thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập không nhỏ đối với bà con nông dân.